Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục bảo dưỡng một mẫu FC99 cho nhà chị Vi. Và đây là bố và chị, và sau đây mình sẽ tham khảo một vài ý kiến của ông sau một thời gian sử dụng, ông sẽ có cảm nhận như nào nhé. Mà ông ơi, ông cho con hỏi chiếc ghế này ông mua đến giờ này được bao nhiêu lâu rồi ông nhỉ? 5-6 năm này. 5-6 năm ạ. Dạ, vâng. Trong cái thời gian mà sử dụng đấy, ông thấy chiếc ghế nhà mình nó có dễ sử dụng không ạ? Dạ, vâng. Sau một thời gian dài mà sử dụng thế thì ông có cái cảm nhận gì từ cái chiếc ghế này, ông có thể chia sẻ cho chúng cháu biết được không? Đến xong rồi nó khỏe khoắn, À, dạ thoải vâng. mái. Trong ông có sẵn sàng là nếu mà cái chiếc ghế này thì ông có sẵn sàng là chia sẻ cho người quen, anh em, bạn bè trong gia đình của mình biết không ạ? Có chứ. Ta Dạ. xem cái ông ngồi ông về ông bảo chú không mua được cái mắt về chiều nó lấy luôn. À dạ vâng, cũng mẫu như nhà mình luôn đúng không? À dạ Nó vâng. rẻ hơn, Dạ vâng, bởi vì nó có từng đợt đấy không ạ? Dạ. loại giảm tiền tí. Dạ vâng, nó cũng có nhiều mẫu và cũng có nhiều loại lắm Nó không? hơn 30. Dạ. Và bên cháu thì nó rất là nhiều mẫu, nếu mà có ai mà có nhu cầu muốn mua ghế thì Thì ông cứ mách. và ông cứ mách qua cửa hàng bên cháu. Dạ vâng. Vâng, rất cảm ơn ông vì những điều ông chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, chúc ông thật nhiều sức khỏe.